Này em sẽ hướng dẫn sơ qua về một cái số cái tính năng của nhóm. Thì đầu tiên là tham gia nhóm này. Đây, tham gia nhóm thì nó có hỏi là có cái mà tham gia theo list UID nhóm. Thì giờ mình sẽ lên cái trang Facebook. Xong bắt đầu ví dụ anh tìm ra một cái nhóm thì ví dụ là cái nhóm của anh Quảng Châu. Đây nhóm của bạn đây này. Đây nhóm của anh bao giờ nó cũng sẽ có một cái UID. Đây nhìn đây này, phát lên đây. Đây cái UID nhóm là nó bao gồm toàn số hết. Giờ anh copy cho em cái này. Đấy. Xong rồi mình quay lại tool. Mình dán vào. Mình dán vào đây, cứ mỗi dòng là một cái nhóm. Xong qua cái phần cài đặt nhóm đây, phần join group này. Đây cái số nhóm mà bạn muốn tham gia trên một cái nick á. Thì ví dụ ở đây ví dụ anh giờ anh muốn tham gia tầm 5 nhóm đi thì anh nhập 5 này. Cái thời gian delay là ví dụ tham gia xong một nhóm là nó sẽ nghỉ bao nhiêu giây, thì ở đây ví dụ em cho nghỉ là 1 phút đi. Rồi đây nó đây cái phần mà nó có hỏi là bạn có muốn xóa cái group ra khỏi cái list này sau khi mà mình tham gia không, thì ví dụ ở đây em chọn không tại vì em có một cái thôi. Đây rồi đây này, cái này anh có muốn tham gia các group không không duyệt không, chỉ tham gia những group mà đăng đăng bài mà không không bị kiểm duyệt á. Đấy thì anh click vào đây. Còn gặp mấy cái group mà nó bị kiểu nó bị bắt kiểm duyệt khi đăng bài á là nó sẽ không tham gia. Đây, trong cái phần này là mình cũng thiết lập được à đây, cái phần kia thì để thế. Phần rời group thì để cho sẽ có video khác. Rồi, đây là phần tham gia nhóm này, xong là mình xếp lại này. Rồi bắt đầu qua cái phần mà backup nhóm đi. Backup nhóm là ví dụ là trước trước khi anh chạy cái gì á, ví dụ anh muốn share bài vào group đi thì anh phải chạy cái backup group này trước để mà nó hiện nhóm ra cái list này. Giờ cái list này đang số group trong cái nick đang là không không, không không hết luôn đấy. Thế nên là mình phải cho nó hiện cái group ở đấy đã thì mình mới sử dụng được các tính năng liên quan đến group. Sử dụng được các tính năng trên group. Rồi. Đây làm cái là lọc nhóm không duyệt này, lọc nhóm không duyệt là anh nhấn vào xong là anh sẽ nhấn nhấn kiểm tra. Anh nhấn kiểm tra thì nó sẽ ra được một hai cái list này. Để mà mình xem ví dụ nếu mà anh muốn đăng bài trong cái nhóm đấy á. Anh muốn đăng bài trong cái nhóm đấy thì cái group nhóm kiểm duyệt thì nó qua bên này, còn cái nhóm không kiểm duyệt thì mình qua bên này, xong rồi là mình sẽ anh lại dùng các nick khác để anh đi tham gia mấy cái nhóm mà không kiểm duyệt này để mình đăng bài, để mình post, để mình thêm tiếp cận. Thì như vậy. Nói chung là phần nhóm này cũng khá dễ. Còn gì không ta? Đây có cái phần mà spam comment in trong nhóm này. Đây. Đây là lựa chọn là comment vào các nhóm của cái nick đấy hoặc là comment theo cái list UID. Thì ở đây ví dụ là em chọn là comment vào các nhóm đã cái đi, xong rồi nội dung comment này thì cũng như kiểu spin thôi, là ví dụ như cái này gì như cái đây rồi cái này thì mình lại copy vào mình sử dụng được đấy cái bữa nội dung mà anh gửi em lại đấy. Xong đây là chọn chọn đường link này, chọn đường link thì mình lại chọn vào cái thư mục mà cái video á. Đây mình chọn vào ảnh content rồi, đây là còn nó chọn là random cái biểu tượng này hoặc là reply comment này là nó sẽ ví dụ khi một cái bài viết mà người ta comment vào xong là có một cái com nó sẽ mấy cái nick này nó sẽ vào ngẫu nhiên. Đây ví dụ là một cái bài này đi đấy, một cái bài này nó có comment là mấy cái nick này nó sẽ tự động vào một cái nó sẽ phản hồi ngẫu nhiên một cái comment nào đấy đấy cái nội dung mà anh muốn đấy, xong là post cả ảnh được luôn. Đây cái ảnh thì cũng lấy như hai cái kia thôi, là anh sẽ chọn ở đây, anh sẽ chọn vào cái thư mục hình ảnh ở đây đấy. Nếu mà anh tích vào delete image after you á là sau khi mà nó comment xong là nó sẽ xóa hình, nhưng mà ở đây em không để tại vì hình đây tỷ lệ comment này, anh mà muốn kiểu nó lướt thấy bài nào mà nó cũng comment á thì anh để 100%.
Còn đây thì em ví dụ em để là 50 đi, là nó thấy vài hai bài là nó kiểu comment một lần. Đây. Đây là phần random này. Đây là một cái nick, ví dụ một nhóm nha, là em sẽ chọn tầm khoảng em sẽ cho nó spam khoảng 1 đến 3 nhóm đi. Đây. Ngẫu nhiên từ, ví dụ ngẫu nhiên từ 2 đến 4 comment chê chê cho một nhóm. Random like thì ví dụ là cho nó kiểu like vài bài đi, like từ 1 đến 3. Còn thời gian delay là ví dụ comment xong một cái là nó sẽ nghỉ tầm bao nhiêu á, thì ví dụ em đây cho là 10 tới 15 đi. Thời gian chạy ví dụ là 90 giây đi. Đấy. Xong rồi là sẽ lưu lại là được. Xếp ok, vậy là xong.